Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng MTP là hai cái tên đã đặt dấu hỏi lớn đối với khán giả khi chưa một ai có thể trách va được trong hơn 12.000 trang sao kê từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một người thì không trách ra sao kê, một người thì gần như là mất hút. Những ngày vừa qua, việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc công khai sao kê tiền từ thiện của từng cá nhân tập thể ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đã gây xôn xao dư luận. Netizen đã có một đêm không ngủ để hưởng ứng ngày phòng chống phông bạt quốc gia. Và kết quả là đã có rất nhiều những pha phông bạt làm màu bị phanh phui. Hàng loạt cái tên phông bạt đã bị chỉ tên khi khoe chuyển khoản hàng trăm triệu hay cả tỷ, nhưng hóa ra số tiền thực tế lại rất ít. Có một số cá nhân chỉ chuyển 10.000 đồng nhưng lại fake bill lên tới 100 triệu. Có người lại còn tự chuyển vào tài khoản của mình rồi flex là gửi đến Mặt trận Tổ quốc. Lùm xùm nhất thì không thể không kể đến trường hợp của Louis Phạm khi cô đăng tải bức ảnh sao kê với số tiền ủng hộ bị che khuất chỉ để lộ nội dung đóng góp và khắc phục hậu quả của bão số 3 Yagi. Hành động này đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng phát hiện có dấu hiệu không minh bạch. Không chỉ một mà hai lần liên tiếp cô bị tố gian dối, phông bạt khi fake số tiền từ thiện. Cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ và liên tục chỉ trích hành động này của Louis Phạm. Những trường hợp này đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng và bức xúc về hành động phông bạt của nhiều cá nhân khi họ cố tình tạo ra những con số không trung thực để đánh bóng hình ảnh bản thân trên mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở đó, trong hơn 12.000 trang sao kê còn xuất hiện những khoản quyên góp tập thể với số tiền cực kỳ khiêm tốn. Chỉ 2.000 đồng, 4.000 đồng hay 50.000 đồng khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về việc liệu có xảy ra hành vi ăn chặn tiền từ thiện hay không. Bên cạnh những cái tên làm màu, vẫn có những tên tuổi cực kỳ uy tín đã được dân mạng tìm ra sau khi trách va sao kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã gửi số tiền ủng hộ cho đồng bào tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và không ngần ngại sao kê để chứng minh sự uy tín. Trong đó có thể kể đến một số cái tên tiêu biểu như Mỹ Tâm, Hòa Minh Di, Tùng Dương, vợ chồng Lý Hải, vợ chồng Phương Oanh, Sắc Bình. Trên các nền tảng mạng xã hội, sự đóng góp của nghệ sĩ lan tỏa chóng mặt. Ảnh chuyển tiền đến các tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh thành thiệt hại do bão Yagi lũ lụt tại miền Bắc xuất hiện trên loạt tài khoản của Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Uyên Linh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Tóc Tiên, Hương Tràm, Ninh Dương Lan Ngọc, Phí Phương Anh, Phương Nga Bình An, Jin Tuấn Kiệt, Huỳnh Lập, Minh Tú. Bên cạnh ủng hộ tiền mặt, một số nghệ sĩ còn có những chuyến đi cứu trợ các nhu yếu phẩm đến bà con như ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Diệp Lâm Anh, diễn viên Kiều Anh, MC Đại Nghĩa, Hoa hậu Hennie, ca sĩ Thái Thủy Linh. Ca sĩ Tuấn Hưng Duy Mạnh thì tổ chức đêm nhạc và nhận từ đơn vị tổ chức ca nhạc ở Tam Đảo 3 tỷ đồng chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cư dân mạng cũng nhanh chóng xác thực sự liêm khiết của những nghệ sĩ này. Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng thông báo đã hỗ trợ đồng bào lũ lụt 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi được dân tình check VAR thì cái tên Hà Anh Tuấn không được tìm thấy khiến nhiều người thắc mắc. Giải đáp thắc mắc của cư dân mạng, truyền thông đã lên tiếng xác nhận rằng trên thực tế, Hà Anh Tuấn đã ủng hộ 1 tỷ đồng trong đợt phát động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hôm 10 tháng 9, trang Facebook của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã gửi lời cảm ơn Hà Anh Tuấn đã ủng hộ 1 tỷ đồng, góp sức cùng tuổi trẻ cả nước khắc phục những ảnh hưởng nặng nề của bão lũ thiên tai. Xét về độ liêm khiết và tử tế thì cũng chẳng ngoa khi nói Hà Anh Tuấn xứng đáng top 1. Trước đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn rất nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, quyên góp số tiền hàng tỷ đồng cho công tác từ thiện. Anh từng tham gia trồng rừng và tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm chuyển giao từ Đức cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh nhằm phục vụ kịp thời việc điều trị và phòng chống dịch COVID-19. Trong 3 năm qua, số tiền từ thiện của nam ca sĩ đã lên tới 6 tỷ đồng. Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Anh Tuấn còn gây xúc động khi bày tỏ sự biết ơn đến những người chiến sĩ, dân quân, thanh niên đã dốc sức cứu trợ người dân trong bão lũ cùng tình yêu dành cho đất nước. Anh viết, những người lính, công an, dân quân, thanh niên lao vào lũ dữ, cứu trợ, cứu mạng, tận hiến đưa cả người sống và hương linh không may mắn về với gia đình chòm xóm. Đó là những anh hùng thật sự và đúng nghĩa của những ngày mà cả đất nước oằn mình qua bão dữ. Sinh ra từ đâu thì mong có cơ hội mà trả ơn từ đó, để thanh thản mà sống hết chặng đường dưới ánh mặt trời, Hà Anh Tuấn chia sẻ. Chia sẻ của Hà Anh Tuấn nhận được hơn 50.000 lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ, cảm ơn anh đã thay lời triệu triệu trái tim người Việt Nam. Cầu mong sau thiên tai này, tất cả chúng ta đều bình an mạnh khỏe. Cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của anh. Chúng ta đã được học tình yêu thương gia đình, quê hương, đất nước từ thuở lọt lòng. Cảm ơn anh đã lan tỏa, truyền đi những điều tốt đẹp đáng trân quý trong cuộc sống này. Cảm ơn anh, người nghệ sĩ chân chính.
Cách đây vài năm, quan điểm của anh về việc khoe của cũng lại một lần nữa trở nên viral trong thời gian gần đây. Anh từng chia sẻ rằng, dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ khoe cái xe, cái túi là lỗi thời rồi. Không chỉ truyền tai nhau câu nói của nam ca sĩ, nhiều người còn kể lại những hành động đẹp mà anh đã và đang làm được. Đối với người hâm mộ, Hà Anh Tuấn không chỉ là một doanh nhân, nghệ sĩ mà còn là một người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động vì cộng đồng. Đó là lý do tên của Hà Anh Tuấn luôn được trân trọng, đính kèm với hai chữ tử tế. Tháng 10 năm 2020, Hà Anh Tuấn đã khởi xướng dự án Trồi Việt Nam chăm lo sức khỏe, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Trồi Việt Nam hoạt động bằng kinh phí do Hà Anh Tuấn cùng công ty trích ra từ doanh thu và những hoạt động âm nhạc. Anh không kêu gọi từ thiện cũng như nhận tiền mặt từ Mạnh Thường Quân. Năm 2019, Hà Anh Tuấn cũng có một dự án tác động mạnh đến nhận thức của giới trẻ mang tên Rừng Việt Nam. Dự án này ra đời giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giúp mọi người trồng cây, chống bão lũ, bảo vệ môi trường, thiên nhiên. Ngoài ra, Hà Anh Tuấn cũng ủng hộ 3 tỷ đồng cho chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly để tiếp tục tìm kiếm gắn kết những thân nhân thất lạc. Nam ca sĩ nói, anh coi Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly là một câu chuyện văn hóa đại diện cho bản sắc hướng thiện của người Việt Nam. Tất cả những cuộc đoàn tụ mà đội ngũ những người con nhân ái của chương trình là cái kết có hậu cho biết bao số phận buồn mà phần lớn do chiến tranh gây ra. Chính vì thế, theo anh, những xúc cảm được tạo ra từ chương trình không đơn thuần là sự rung động mà đã trở thành nguồn cảm hứng sống biết ơn, đóng góp và yêu nước. Riêng về Hà Anh Tuấn, nhiều người cho rằng chẳng cần phải trách va cũng biết anh liêm cỡ nào rồi. Trong khi đó, dù là người giàu nhất nhì showbiz nhưng Sơn Tùng MTP lại khá kín tiếng trong việc từ thiện. Điều này khiến nhiều người đặt dấu hỏi là những lúc đồng bào cần thì nam ca sĩ người Thái Bình đang ở đâu. Và khi check sao kê từ thiện, họ cũng không tìm thấy tên của anh trong đó. Trên TikTok đã có những thông tin Sơn Tùng MTP và em trai của anh, ca sĩ Mono, đã ủng hộ bà con vùng lũ miền Bắc 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin trên vẫn chưa được làm rõ. Điều này cũng khiến trên mạng xã hội nổ ra những tranh luận giữa fandom Sky và anti-fan của ca sĩ. Nhiều anti đã lên tiếng tố nam ca sĩ giàu mà chỉ biết giữ cho bản thân, thờ ơ trước sự khó khăn của đồng bào. Có những người vào bênh vực cho rằng để từ thiện và giúp đỡ đồng bào có rất nhiều cách, không nhất thiết là phải khoe hay phải giống những người khác. Những kẻ đi sân si hầu như đều là những kẻ chưa đóng góp được chút nào để ủng hộ người dân. Dù phía Sơn Tùng vẫn chưa công bố bất kỳ động thái nào, nhưng cộng đồng fan của anh Sky đã đi trước khi ủng hộ đồng bào bão lũ 236 triệu đồng. Sáng 16 tháng 9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu đã tiếp nhận ủng hộ 236 triệu đồng từ Sky. Được biết, tổng số tiền này là kết quả của chiến dịch quyên góp từ người hâm mộ chỉ trong 4 ngày và đại diện Sky Union đã quyên góp thêm thành 236 triệu đồng. Quả thực, Sơn Tùng MTP xưa nay rất hiếm khi xuất hiện trên truyền thông với các sự kiện thiện nguyện. Lần hiếm hoi mà chúng ta thấy Sơn Tùng xuất hiện có lẽ là từ năm 2022, khi anh có mặt trong loạt sự kiện từ thiện cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc. Dù không rầm rộ chuyện từ thiện, nhưng người ta vẫn có thể khẳng định Sơn Tùng là một người rất yêu nước khi những phát ngôn trên mạng xã hội của anh nhiều lần được dân tình đem ra như một tấm gương về lòng yêu nước. Anh đã từng lên tiếng khẳng định Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, bất chấp việc mất đi một lượng fan lớn từ Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn, khi trả lời phóng viên về ý nghĩa thiêng liêng của hai từ Tổ quốc, Sơn Tùng đã trả lời rất rõ ràng và dứt khoát. Nguyên văn rằng, em thường hay trêu mọi người rằng, bây giờ đất nước có lâm nguy thì em sẵn sàng ra trận luôn, tại vì em rất yêu đất nước, yêu tổ quốc mình. Em có thể giúp được đất nước mình bất cứ điều gì. Ví dụ là một bài hát có thể truyền được cảm xúc cho mọi người để ai cũng yêu nước mình hơn, em sẽ làm nó luôn và ngay. Còn nếu như tổ quốc cần em ra trận, em cũng sẽ ra ngay. Em không cần biết được chiến đấu ở vị trí nào, chỉ cần được đánh trận là em sẵn sàng, vì tổ quốc với em là tất cả. Nhiều người cho rằng Sơn Tùng và Hà Anh Tuấn là những trường hợp thừa uy tín và thừa sự liêm khiết nên khỏi cần sao kê. Nhưng cũng có người cho rằng đã là người nổi tiếng mà còn làm việc tốt thì cứ show ra cho rõ ràng, đỡ mất công người khác nghi ngờ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về độ uy tín của hai chàng ca sĩ này? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận nha!